Vi Oanh gặp biến, Đàm Vĩnh Hưng liền rủa tin bị cấm xuất cảnh và động thái gây chấn động. Trước ồn ào những ngày qua của ca sĩ Vi Oanh, mạng xã hội liên tục xôn xao trước thông tin Đàm Vĩnh Hưng cũng bị cấm xuất cảnh vào Mỹ vì đang bị điều tra trốn thuế và kết hôn giả. Trước những tin đồn lại râm ran, Đàm Vĩnh Hưng mới đây đã có động thái đáp trả. Sau loạt ồn ào hào quang rực rỡ, tự xưng vua và bị gọi tên trên báo Công an Nhân dân vì bệnh ngáo quyền lực, thì mới đây mạng xã hội lại rầm rộ thông tin Đàm Vĩnh Hưng đã bị cấm nhập cảnh vào Mỹ vì bị FBI điều tra trốn thuế và kết hôn giả, đồng thời liên quan đến vụ án của CEO Nguyễn Phương Hằng. Trước đó, báo Công an Nhân dân còn nói thêm, nghệ sĩ là người mang đến cái đẹp, ca ngợi cái đẹp nên phải sống sao cho đẹp. Dù biết đó là điều rất khó, những nghệ sĩ tỏ thái độ vô ơn, coi thường khán giả đều nhanh chóng phải nhận quả đắng. Tuy nhiên, trước những tin đồn được lan truyền, mới đây Đàm Vĩnh Hưng đã chính thức có động thái trên trang cá nhân. Theo đó, nam ca sĩ đã cập nhật lịch trình đi diễn của mình trong thời gian tới, trong đó có hai địa điểm tại Canada. Đây được xem như động thái đáp trả của Đàm Vĩnh Hưng về thông tin anh đang bị cấm xuất cảnh. Hiện tại được biết, đây chỉ là những tin đồn đoán râm ran được lan truyền trên mạng xã hội và chưa có thông tin xác thực. Đây không phải là lần đầu tiên Đàm Vĩnh Hưng vướng nghi vấn bị cấm nhập cảnh Mỹ. Trước đó, vào tháng 11 năm 2021, sau ồn ào từ thiện, nam ca sĩ vướng nhiều tin đồn từ đời tư tới sự nghiệp. Trong đó, thông tin giọng ca vì anh là soái ca bị cấm nhập cảnh vào Mỹ lan truyền khắp mạng xã hội. Đáp lại dư luận, phía nam ca sĩ vẫn giữ im lặng rồi sau đó chính thức đặt chân sang Mỹ và chia sẻ loạt video du lịch làm việc tại đây. Những ngày qua, Đàm Vĩnh Hưng lại một lần nữa liên tục bị réo tên sau khi ca sĩ Vi Oanh gặp biến. Khác với Đàm Vĩnh Hưng, sau khi gây xôn xao với thông tin bị cấm xuất cảnh chưa rõ thực hư ra sao, Vi Oanh bất ngờ biến mất khỏi mạng xã hội khi đồng loạt khóa hết toàn bộ tài khoản của mình. Cụ thể, vào chiều ngày 14 tháng 4, nhiều tài khoản mạng xã hội của ca sĩ Vi Oanh như Facebook cá nhân và fanpage của nữ ca sĩ đột ngột bị khóa, không thể liên lạc được. Đường dẫn trang chủ hai trang trên cũng không tìm kiếm hay truy cập được. Đa số kết quả tìm kiếm đều hiển thị nick ảo hoặc một số hội nhóm anti của nữ ca sĩ. Thông tin này ngay lập tức gây xôn xao trên các diễn đàn mạng xã hội. Trong đó, cái tên được công chúng nhắc đến nhiều nhất trong ồn ào lần này còn có Đàm Vĩnh Hưng, bởi cả hai đều là những cái tên vướng ồn ào kiện tụng với bà Nguyễn Phương Hằng. Sau drama với nữ CEO Đại Nam, tình cảm giữa Đàm Vĩnh Hưng và Vi Oanh dường như ngày càng thấm thiết. Cộng đồng mạng cũng bất ngờ đào lại một bức tâm thư được Vi Oanh viết gửi Đàm Vĩnh Hưng thời điểm khi nam ca sĩ ra mắt bộ phim Hào Quang Rực Rỡ và gây tranh cãi bởi việc tự xưng vua. Cụ thể, trên trang cá nhân, Vi Oanh dành nhiều lời khen ngợi có cánh cho đàn anh và cho biết: "Ngai vàng anh đã ngồi vào rồi thì thật khó có ai đủ can đảm ngồi vào vị trí đó." Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì, bức tâm thư mùi mẫn này được Vi Oanh xóa đi nhanh chóng sau đó. Nhiều người cho rằng vì thời điểm đó Đàm Vĩnh Hưng gây tranh cãi khi ra mắt phim Ngồi Ngai Vàng và tự xưng vua, vì không muốn dính ồn ào với đàn anh nên Vi Oanh đã vội xóa bức tâm thư. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng Vi Oanh vì viết sai quá nhiều lỗi chính tả trong bức tâm thư và sau đó bị bóc mẽ đã vội xóa đi. Liên quan đến vụ điều tra CEO Nguyễn Phương Hằng, đối với ca sĩ Vi Oanh, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam cho rằng nữ ca sĩ có đăng tải một bài viết trên trang Facebook, nội dung không liên quan đến bà. Tuy nhiên, ở phần bình luận, ca sĩ Vi Oanh bình luận móc máy, xỉa xói việc bà Hằng ủng hộ đất, làm từ thiện chống Covid-19. Bà Hằng cũng cho rằng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có những phát ngôn xúc phạm bà trước. Vào ngày 24 tháng 3, Phòng Cảnh sát Hình sự BC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh đã gửi giấy triệu tập cho bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, 39 tuổi, tức ca sĩ Vi Oanh, đến làm việc liên quan đơn tố giác tội phạm của ông Nguyễn Quang Tuấn, con trai bà Hằng. Nhận được giấy triệu tập của BC02, Vi Oanh gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan tố tụng và cơ quan chức năng, rồi sau đó biến mất khỏi mạng xã hội. Vi Oanh còn gây xôn xao với đoạn video cầu cứu vì bị cấm xuất cảnh. Hiện chưa rõ thực hư những thông tin này ra sao, còn Vi Oanh vẫn đang trở thành tâm điểm chú ý của công chúng.